Thế xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các anh chị, các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ. Cô chú bác, các anh chị, các bạn của mình hôm nay cùng thấy mình làm món ăn ngon cho gia đình mình nữa nha. Đó là mình làm bánh bao. Mình làm bánh bao thường thì có bột tràn mì để mình làm bánh của mình trắng xốp mịn, bông ngon. Mình không có bột tràn mì, mình vẫn làm được bằng bột mì đa dụng. Bánh cũng ngon ngon như thường. Bây giờ nó có cái men nó hơi lạ, mình hơi chịu cực khó, mình để ý cái men nở của mình một chút thì bánh mình nó sẽ ngon và không có vấn đề gì. Mà cô chú bác hãy cùng thấy chuẩn bị nhồi bột, làm một bánh bao bằng bột mì đa dụng, ngon cho gia đình mình, không cần đi mua tốn tiền nha. Mình làm bánh bao, mình có 500g bột mì, 400g thịt ba rọi, muỗng cà phê bột nở, nửa muỗng cà phê men nở, 250ml sữa tươi, 40g nấm mèo, 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối tiêu, 1/4 cà phê bột ngọt, 60g đường, mấy củ hành để mình ướp vô ho thịt của mình, hơn nửa muỗng canh nước mắm, kèm theo nữa thì 8 cái trứng gà muối. Trứng này mình muối ở nhà, cô bác mình muối ở nhà dễ muối lắm, cô bác quậy nước lạnh, đổ muối hột vô rồi quậy cho nó tan muối mà cỡ khoảng 8 cái trứng thì mình ngâm cỡ khoảng 1 kg muối hoặc là hơn nửa ký muối để cho mình quậy nước xíp xíp vậy đó, mình để trứng gà vô. Cái bọc mình đựng nước dần trứng gà 10 mấy 20 ngày là trứng gà của mình nó ngon như vậy nè. Là mình chớ có mình làm bánh bao ăn hoặc là mình muốn ăn những cái món khác. Rất là đơn giản dễ làm nha. Bây giờ cô bác mình cùng thí con nhồi bột trước nha, rồi mới làm nhân ha. Mình lấy 2 muỗng canh sữa và 1 muỗng cà phê đường mình để vô đây để mình quậy cho tan, mình đem đi làm cho nó ấm ấm để mình để men vô mình ủ men. Cô bác mình lưu ý men người ta làm năm 23 này nè là cái men nó rất là nổi dậy và nó dễ bị chua cho nên mình làm ít lại. Thí sẽ để vô đây 1 muỗng cà phê đường. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng này mình quậy tan ra nha. Cô bác mình ăn đường nhiều thì nửa cái bột mình cho 100g đường. Nhưng mà thường thì không nên ăn đường nhiều. Mình làm bánh nó lớn lớn là lợn là ăn ngon rồi. Cho nên mình làm 60g đường. Đường hao tức là men với lại cái đường này là đủ. Bột men này là bột men là bánh mì. Cái men nở này nó rất là nở nha cô bác mình. Bây giờ thí chỉ để nửa muỗng thôi nè. Muỗng cà phê thí mới để 1 kg. Mà bây giờ thí cho nửa muỗng nha. Đó, nửa muỗng cà phê vô cho nửa ký bột của mình. Rồi mình sẽ quậy nó tan lên nha. Rồi bây giờ thí sẽ đem vô thí ủ cỡ khoảng 15 giây, 15 phút rồi nó sẽ ra men. Thì mình sẽ trộn vô bột của mình làm bánh. Quá thấy cái chữa này là nó lạnh nha. Nếu mà nó lạnh là mình phải đi quay cho nó ấm. Chờ cái men mình nở là mình sẽ đi quay cho nó ấm. Còn không bây giờ mình sẽ đẩy đường vô nè. Thí đẩy đường vô đây. Thí sẽ quậy nó lên. Quậy cho nó tan đường rồi nó bớt lạnh là vừa. Để muỗng cà phê bột nở vô trong này. Rồi mình sẽ quậy nó lên. Cho nó đều cái bột nở của mình nha. Rồi cái men mình nó đã kết quạt rồi, nó được rồi nè. Đừng có để nó nổi nhiều quá, nó sẽ thành chua nha. Nó làm bánh mình có trơn, làm bánh mình có nó có cái răng răng sớm sớm làm bánh cuộn lên á, làm mình làm bánh bao không được nè. Cho nó vô cái phần cái lỗ phía giữa này để mình cho nó xuống. Cái men nở này nè, hồi trước kia đó người ta làm nó rất dễ làm cho mình, còn bây giờ người ta làm nó rất là nổi nhiều cho nên mình phải cẩn thận mình làm. Mình để ý nó, mình làm cho nó đủ ít thôi, không có làm nhiều giống như mọi kia. Và mình ủ nó cũng ít thôi, không có ủ nhiều rồi nó sẽ lên. Nó nổi nhiều quá, bánh mình thành có sớ rồi, bánh bao mình không có làm được. Quậy cho nó tan được. Rồi bây giờ thí sẽ đổ cái sữa của mình vô. Đổ từ từ nha các bác. Mình chừa lại một ít. Mình trộn cho nó đều bột đi đã. Đổ thêm chút xíu nữa thôi, mình chờ lại nữa. 250ml sữa mình không có đổ hết nha. Bánh bao mình làm khô khô, không có làm nhão. Mình ủ, mình ấp nó không có nước là nó nở lên vừa.
Ủa, bây giờ tôi sẽ cho nó vô đây miếng nữa rồi. Đổ nước từ từ, tránh cho nó bị nhão. Rồi bây giờ mình trên đem tay mình ấn nó nhồi nữa nha. Được rồi, mình không có đợi nước nữa nha cô bác. Mình nhồi xong coi nó nở được bao nhiêu, hoặc nó sẽ khô được bao nhiêu thì mình mới thêm cái phần sữa này thêm. Còn không là đủ rồi thôi. Cô bác cứ nhặn nó như thế này, nhặn như thế này cho nó láng nó mới được lên nha. Ấn nó bằng cái tay của mình như thế này nè. Đó, ấn như thế này. Cái bột mình mà nó không láng mà nó có sớ, nó cắt cắt như thế này thì khi mình làm bánh bao nó không được đẹp và nó không có được. Bắt nó không có được. Rồi đó, xong rồi đó, bây giờ thì cho đem đi ủ nó thôi. Rồi, cô bác thấy nó được rồi ha. Bây giờ Thúy sẽ bật cái đầu lại, Thúy đem vô ổn đó. Mình đem vô lò vi sóng mình ủ nha. Ở đây bây giờ còn lạnh, cũng chưa ủ được ở ngoài. Nên mình phải ủ bằng lò vi sóng thôi. Đó, mình đậy như thế này. Mình ủ. Ủ 2 tiếng đồng hồ, mình làm nhân xong là mình đem ra mình làm bạch. Đó, cái này là 2 muỗng canh sữa còn dư nha cô bác. Đây, mình lường qua đây. Sữa mình hồi nãy mình chừa lại nè. Một muỗng canh này thấy không, đúng 2 muỗng luôn, 250ml chất sữa mà mình làm còn dư lại 2 muỗng canh. Mình chuẩn bị khuôn để mình đi làm cái nướng trứng gà này. Thế cho rượu vô đây, rượu này thì mình để dành làm trứng gà muối hoặc là mình làm chao nè, cho nên mình để rượu vô đây nè. Rượu này mình phải rửa trứng gà bằng rượu, mình rửa bằng cái muỗng cái canh rượu thôi ha. Đó, rửa từ từ, chế từ từ cho nó đều. Thôi, khỏi nữa. Bỏ vô đây. Mình sẽ bằm thịt, mình lạng cái da ra cho con. Đó, cái trứng của mình á, mình nướng sơ sơ vậy thôi. Mình bằm một ít, trừ một ít để mình phi đó. Rồi mình để vô đây mình trộn cho nó thơm nè. Giờ mình cho nó gia vị đầu vô trước để thôi là chút nữa nó sẽ không ngon nè. Cho hết đường tiêu, muối tiêu của mình vô luôn. Thường thì cái này mình không có ninh nước mắm nhiều ha. Ninh nước mắm nhiều thì nhưng mà nó chảy ra nước. Cho nên mình chỉ để ít nước mắm vậy thôi nè. Mình trộn cho nó thấm gia vị để cho nó đừng có bị ngon, bị dở thịt của mình đi. Rồi mình hả bằm nấm mèo mình để vô nha các bác. Rồi xong rồi, bây giờ nấm mèo mình cũng xong rồi, để vô đây nha. Mình chuẩn bị là mình phi cái hành tỏi của mình nữa là sao bác. Mình lấy một muỗng canh, muỗng dung cà phê bột bắp ra đây để mình trộn vô cái dung của mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ để đây, mình dùng tay mình bóp dung mình trước nè, cho nó thấm nó đều đi thằng ha. Mình có thể để tiêu nhiều nhiều nha, muỗng cà phê tiêu cho nó thơm. Thịt bên đây mình làm bằng thịt đông lạnh cho nên mình phải cẩn thận cái là tiêu nhiều cho nó thơm. Rồi bây giờ Thúy sẽ chọn cái bột bắp vô. Muỗng cà phê dung bột bắp của mình sẽ chọn vô đây. Tỏi phi, hành phi là vô đây. Dùng mỗi tay mình cũng bóp đều lên luôn. Xong rồi mình chuẩn bị nhân để mình bắt nhân cho dĩa nha. Để nó ra đây nha. Tiếp theo mình bắt một cục nhân cũng khoảng 3 lớn như vậy luôn. Cô bác mình có thể muốn làm đẹp thì sợ không đều thì mình sẽ căng nhân. Mình thấy không cần căng, thấy làm như vậy là được đó. Đó. Mình để xuống đây. Bột nha. Mình rửa bột xuống đây để mình đem nó ra ngoài mình cán á, mình nhồi đó. Đó,
giờ mình lặn nó như thế này. Đó. Cái men bây giờ nó rất là nổi, rất là dậy của bác mình. Không nên để men nhiều quá. Để men nở nhiều quá nó sẽ thành bánh mì đó. Mà mình làm cái bánh bao nó không có được. À, mình làm lại lần này nữa là được nha. Mình ủ tối đa 2 tiếng nha cô bác. Đừng ủ lâu quá nó sẽ thành, nó nổi dậy nhiều quá nó sẽ thành bánh mì á. Bánh mì cuộn lên thì mình không làm được bánh bao đâu. Dùng tay mình ấn như thế này cho nó đều. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó thôi. Mình chia nó đều ra mình cắt nó nha. Đó thì sẽ kéo nó dài dài ra như vậy. Cho nó dài dài để mình cắt nó. Mình lăn cho nó bóng để mình cắt nó. Rồi cái này ha, mình chia ra được 8 viên thôi. Đây. 1 viên ha. Mình chấm nó lại như thế này. Mình để đây. Đó, mình cuộn cho nó tròn lại vậy chút nữa để nó nở đều luôn, đâu mình sẽ làm. Rồi bây giờ thì sẽ để qua đây thì cán từ từ nha. Mấy cái viên mình làm trước mình sẽ cán trước. Bắt nó xong mình sẽ để vô dĩa. Ờ, bây giờ thì sẽ lấy cái này thì cán nè. Đó. Đó, cán như thế này, bự như thế này đi. Nó bự như thế này để mình bắt cái dân vô. Nó không có bị mắc cái lằn nè. Nè. Bắt cho sâu nha. Bên đây mình cầm dân cho nó dày, cầm bột cho nó dày lên. Nè, mình cho nó lằn lằn đây. Rồi cho nó nằm lần đây, cái mình túng nó lại đây. Mình đè nó qua đây, mình cho nó nằm vô đây nha. Không cho nó nằm lần chút nữa nó mất cái lần. Đó, mình thấy cọt tay mình cho nó nằm lần vô đây. Rồi mình che nó lại. Nó sẽ không mất cái lần. Đó, vậy đó. Rồi. Cái này nó chưa có lần thì mình cứ gạch nó vô như thế này hoài. Gạch nó vô như thế này hoài. Tại cái bên này nó mình chiếc nó không có được thẳng ra. Nó, bên cuối cùng là nó không đủ bột là nó không có lần. Đó mình cho nó nằm vậy đó. Thế cái này mình chắp lại lại hết. Mình chắp đó, cho nó nhanh. Cắt nó lại 4 miếng mình cắt một lần cho nó nhanh ha. Mình cho cái vòng tròn nó được cái này. Mình theo cái vòng tròn này mình cắt nó. Đó. Rồi cắt xong rồi, bây giờ mình cho 3 miếng này nữa. Cái tiếp theo đây thì sẽ cán nữa. Bột mới ra đây thì chỉ chưa mua, bột này thì mua cũng 5-6 tháng nay rồi. Và cái men á thì chỉ mới mua đó. Cái men này thì biết được cái men này nó bây giờ nó rất là nở. Mình thì dùng làm bánh mì cuộn lên thì rất là thành công, còn bánh bao thì không thành công nha. Rồi bây giờ cô bác mình thấy nè, đó, mình sẽ chắc cái nhân của mình lên, chắc cái bột của mình lên. Và bên đây thì nó sẽ cho cái tay ngón cái này mình đè ha. Rồi bây giờ cái này mình không có làm gắn được đâu, bây giờ mình cứ làm như thế này. Rồi bên đây mình sẽ cho nó nhân nó xuống, mình cho cái đường thẳng vô nó như thế này. Đó, nó thẳng như vậy và nó dài như thế này, nó sâu như thế này. Rồi mình sẽ bóp nó qua nè ha. Ở tay này mình có bốn lên, bốn lên, rồi
mình chỉ làm sơ qua là được. Đó. Rồi bây giờ cô bác thấy chỗ này nó chưa có được nè, mình cầm cái núm này nè, mình chét cho nó lên. Đó, mình lấy cái muỗng mình chét cho nó lên, mình chét cái nhân cái đường này lên. Đó. Bởi vì cái bên đó hồi nãy mình xếp cái phút cuối cùng đó nên nó không có được nè. Đó, chét nó lên. Rồi, chét nó lên là nó được đúng không? Bây giờ mình chỉ làm cái này cho nó đẹp đẹp một tí. À, mình sẽ để nó vô miếng giấy nha. Giờ nó nằm vô miếng giấy luôn. Con bắt thấy lơ mơ là nó không được thấy không? Nó liền liền thấy không? Đó. Nó cho nó sâu sâu và nó dài dài. Không có nó liền lại. Đó, cho nó ổn tròn tròn lên. Rồi xong. Con bắt mình thấy cái ngò của mình đâu rồi. Mình chỉ để một miếng nhỏ thôi ha. Ở để lên cái nấm này thôi. Đó, mình sẽ để nó lên đây. Cô bác thấy không? Phải cẩn thận cái này. Không thôi là nó liếp luôn cái đường này là không có còn cái bánh bao nữa. Làm cái bánh không à. Rồi bây giờ nó đã sôi. Bây giờ mình sẽ bỏ đàng hoàng bánh mình vô nha. Bỏ từ từ. 4 cái thôi. Đó, mình bỏ được 4 cái. Xong. Bên đây cái. Rồi bên đây cái. Rồi xong mình đẩy dung lại nha. Đó, đẩy dung lại mình hấp chứ. Mở lửa lớn lên cho bánh mình nó nở xốp lên. Mình hấp khoảng 20 phút bánh mình nó mới chín ha. Rồi nó được 20 phút rồi các bác. Bây giờ mình tắt bếp nha. Tắt bếp để mình dỡ bánh mình lên. Mình dỡ bếp mình để cho nó nguội một chút. Mình hãy lấy ra. Rồi bánh của mình xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra thôi. Đó. Lấy tiếp cái thứ hai. Mình hấp 4 cái tiếp theo. Rồi bây giờ nó sôi nữa rồi. Đó nó chín nữa rồi. Bây giờ mình sẽ dỡ nó ra thôi. Nó đang nóng mình dán lá ngò mình lên nha. Dán lá ngò mình lên. Đi. Quay để chín vô ăn. Rồi bây giờ mình sẽ để vô rồi. Bây giờ mình chờ một chút mình lấy ra nha. Ủa bánh bao của mình. Cô bác mình thấy bánh bao mình là mình làm bột mì ra dụng. Nếu mà cô bác mình có bột mì, bột tràn mì, cô bác mình sẽ chọn một ít bột tràn mì vô. Hai phần bột mì, một phần bột tràn mì để cho bánh mình nó chắc chắn ngon nha. Thí làm bột mì đa dụng cho nên bánh mình nó cũng được được thôi, nó không trắng lắm. Rồi Thí sẽ cắt cái bánh bao này. Mình canh ngay chính giữa mình cắt coi trứng muối nó nằm đâu nha. Trứng muối mình rất là đẹp luôn. Đó. Nhưng cô bác ơi, bây giờ mình ăn rồi. Ngon lắm cô bác. Cái nhân vừa vừa ăn. Cái men bánh mì của bác mình ít lắm nha. Để nhiều là nó chua đó. Tại vì bây giờ cái men bánh mì mới ra lại đợt này thì bánh mì, cái men bánh mì của mình nó chua lắm. Và nó rất là dậy. Cho nên cô bác mình để giống như hồi xưa đó, là cái men bánh mì mình chỉ làm cho bánh mình nó bị chua. Mình không có bột tràn mì. Mình làm bánh bao một mì đa dụng. Bánh vẫn mềm xốp ngon. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành bánh bao ngon cho gia đình mình rồi. Thí xin tạm biệt cô bác ở video này nha. Thí cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc không còn chiến tranh bệnh dịch. Để nhà nhà có cuộc sống yên vui hạnh phúc.
Chứ xin tạm biệt cô bác cái video này. Hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo. Cô bác anh chị nào mà xem video cho Thí chưa đăng ký kênh nhấn chuông, thì hãy đăng ký kênh nhấn chuông ủng hộ Thí với nha. Thí cảm ơn cô bác rất là nhiều.